Tiếp tục chương trình với những thông tin thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong ngày 26 và rạng sáng nay 27 tháng 9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số huyện trên địa bàn tỉnh đã bị ảnh hưởng nặng nề. Đến sáng ngày 27 tháng 9, tại nhiều huyện miền núi Nghệ An như Quỳ Châu, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương của tỉnh Nghệ An vẫn tiếp tục có mưa lớn. Nhiều tuyến đường của huyện Thanh Chương, Quỳ Châu bị ngập sâu, người và phương tiện không thể lưu thông. Hàng trăm hộ dân của huyện Quỳ Châu, Kỳ Sơn dân tạm thời đang bị cô lập do sạt lở ngập lụt. Trong ngày 27 tháng 9, nhiều nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành xả nước, trong đó có thủy điện Nhãn Hạc, thủy điện Nậm Mô, thủy điện Sông Quang. Trước tình hình mưa lớn liên tục, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã thông báo đến chính quyền các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến tại các điểm có nguy cơ sạt lở đất, chuẩn bị phương án và sẵn sàng di rời người, tài sản hoặc cấm đường khi cần thiết, bảo đảm an toàn tính mạng người dân và phương tiện tham gia giao thông. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Trên địa bàn huyện Hương Sơn, nhiều tuyến đường, cầu cống đã bị ngập và một số đoạn trên quốc lộ 8A, đoạn qua xã Sơn Kim 1 bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, mưa lũ đã làm ngập nhiều tuyến đường liên huyện, xã, cầu tràn Phố Giang ngập sâu và nhiều địa phương nước ngập chia cắt. Hội quán thôn Am Thủy, xã Kim Hoa, nước ngập sâu gần 1 mét. Nhiều tuyến quốc lộ, đường liên huyện, liên xã nước ngập. Tại km 82 800 trên tuyến quốc lộ 8A, cách cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khoảng 2,2 km đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, khiến giao thông bị tê liệt hoàn toàn. Theo ước tính có khoảng 1.500 mét khối đất đá đổ sập xuống đường. Thời điểm xảy ra sạt lở mưa nhiều, phương tiện qua lại rất nhiều, nhưng rất may không xảy ra tai nạn. Ngay sau khi sự cố xảy ra, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã huy động khoảng 40 cán bộ chiến sĩ, nhanh chóng phối hợp với Ban Quản lý Dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan tập trung điều tiết giao thông và đặt biển cảnh báo, đồng thời huy động lực lượng phương tiện đẩy nhanh tiến độ giải phóng khối lượng đất đá để sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn cho các phương tiện qua lại. Thưa quý vị, chỉ trong một tuần, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận thêm hơn 2.400 người mắc sốt xuất huyết và 95 ổ dịch, cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay. Đó là thông tin được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội thông báo mới đây. Nếu tháng 7 và tuần đầu tháng 8 năm 2023, số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội chỉ khoảng 500 đến 600 ca một tuần, thì từ giữa tháng 9 năm 2023 đến nay, số ca mắc tăng đột biến từ 2.200 đến 2.400 ca một tuần. Tuần qua là tuần ghi nhận số ca mắc kỷ lục từ đầu năm đến nay, hơn 2.400 ca một tuần. Riêng tại hai cơ sở của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, thời điểm hiện tại tiếp nhận điều trị 157 ca sốt xuất huyết, trong đó 40 bệnh nhân có dấu hiệu cảnh báo, một bệnh nhân nguy kịch phải thở máy. Tương tự tại Bệnh viện Bạch Mai, số ca bệnh sốt xuất huyết điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới đã chiếm 1/3 số bệnh nhân điều trị tại đây. Thưa quý vị, môi trường kinh tế thế giới yếu kém đã ảnh hưởng tiêu cực tới lĩnh vực sản xuất. Định hướng xuất khẩu làm thu hẹp sản xuất công nghiệp của Việt Nam. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn vững vàng và dự kiến sẽ phục hồi nhanh trong tương lai gần nhờ tiêu dùng trong nước mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi lạm phát ở mức vừa phải cũng như cải thiện các hoạt động thương mại, theo báo cáo mới công bố sáng nay của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự kiến chậm lại ở mức 5% trong năm 2023 và 6% trong năm 2024 so với dự báo hồi tháng 4 năm 2023, lần lượt là 6,5% và 6,8%, chủ yếu do nhu cầu bên ngoài suy yếu. Các dự báo về lạm phát được điều chỉnh giảm từ 4,5% xuống còn 3,8% cho năm 2023 và từ 4,2% xuống còn 4% cho năm 2024. Nguyên nhân do tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, việc thắt chặt tiền tệ ở một số quốc gia phát triển và sự gián đoạn do căng thẳng địa chính trị gia tăng. Trong nước, việc chậm giải ngân vốn đầu tư công và những yếu kém về cấu trúc trong nội tại nền kinh tế là những nguy cơ chính dẫn tới giảm tốc tăng trưởng. Tuy nhiên, sự phục hồi của ngành du lịch và các dịch vụ liên quan, nông nghiệp được hưởng lợi từ giá gạo tăng là các yếu tố giúp kinh tế Việt Nam vững vàng trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu suy yếu. Sáng nay, đại sứ của Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam Julien Gourier đã có buổi gặp gỡ báo chí lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ mới. Đại sứ EU đã chia sẻ những ưu tiên và quan tâm trong nhiệm kỳ công tác 4 năm sắp tới tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ giữa EU và Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong những năm qua. Quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế.
EU là đối tác thương mại và là nhà đầu tư lớn thứ 5 của Việt Nam. Thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU liên tục tăng. Trong nhiệm kỳ này, đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam mong muốn sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai bên. Việt Nam có mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao đến năm 2045 và chúng tôi sẽ nỗ lực để cùng Việt Nam hiện thực hóa điều này, đồng thời giúp Việt Nam hưởng lợi nhiều nhất từ các công cụ và sáng kiến của Liên minh châu Âu, nhất là sáng kiến cửa ngõ toàn cầu với quy mô 300 tỷ euro, nhằm đầu tư cho các dự án hạ tầng của một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Cùng với kinh tế, đại sứ EU Julian Georgie cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực chính trị ngoại giao, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, đặc biệt là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Chuyển đổi năng lượng xanh hóa giảm phát thải là xu hướng không thể đảo ngược mà Việt Nam không thể đứng ngoài. Đây là nhận định được đưa ra tại diễn đàn thúc đẩy tiến trình phát triển năng lượng xanh, sạch và bền vững tại Việt Nam tổ chức vào ngày hôm nay tại Hà Nội. Năng lượng sạch đã giúp nhiều quốc gia khắc phục tình trạng thiếu điện, bảo đảm an ninh năng lượng. Việc phát triển năng lượng sạch là một trong những ưu tiên hàng đầu trong mục tiêu cấp bách hành động chống biến đổi khí hậu của các nước. Diễn đàn thúc đẩy tiến trình phát triển năng lượng xanh, sạch và bền vững tập trung thảo luận các nội dung như chuyển dịch cơ cấu nguồn điện, cơ hội và thách thức, một số chính sách phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tích cực chủ động xây dựng các đối tác chiến lược để thực hiện mục tiêu phát triển năng lượng xanh, sạch tại Việt Nam. Về phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam, vai trò thiết yếu của LNG trong tiến trình phát triển năng lượng xanh, sạch và bền vững tại Việt Nam, xu hướng tiêu dùng xanh trên toàn cầu, từ đó đưa ra những phân tích, nhận định và các đề xuất kiến nghị nhằm thực hiện hóa các chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, Chính phủ về phát triển năng lượng trong giai đoạn sắp tới. Hôm nay, Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo nâng cao hiệu quả quản lý khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Hội An. Sau gần 15 năm quản lý vận hành, Cù Lao Chàm, Hội An là khu dự trữ sinh quyển thế giới duy nhất của Việt Nam có giá trị đa dạng sinh học cao, đặc biệt là đa dạng sinh học biển và có giá trị văn hóa gắn với khu phố cổ Hội An. Tuy nhiên, trước nguy cơ suy giảm đa dạng sinh học do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hoạt động sinh kế của người dân đã ảnh hưởng tới phát triển bền vững và đa dạng sinh học của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Vì thế, thông qua hội thảo sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để nâng cao hiệu quả quản lý khu dự trữ sinh quyển, tích hợp các mục tiêu quản lý khu dự trữ sinh quyển trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ sinh kế thông qua các mô hình du lịch sinh thái, du lịch học tập cộng đồng và phát triển các cơ sở du lịch theo hướng thân thiện gắn với đa dạng sinh học, bảo đảm thực hiện tốt 3 chức năng và 7 tiêu chí của khu sinh quyển thế giới mà UNESCO đã công nhận. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Sau khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng sẽ giảm từ 12 đơn vị cấp huyện xuống còn 9 đơn vị, trong đó thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc sẽ mở rộng đáng kể về diện tích và quy mô dân số. Đối với đơn vị hành chính cấp huyện, sẽ tiến hành nhập toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của 3 huyện, Đạ Huai, Đạ Tẻ, Cát Tiên thành một huyện, nhập huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt, điều chỉnh 5 xã gồm Lộc An, Lộc Tân, Lộc Nam, Lộc Thành và Tân Lạc của huyện Bảo Lâm vào thành phố Bảo Lộc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng triển khai thực hiện các chế độ chính sách đặc thù tại các đơn vị hành chính cấp huyện, xã sau khi hình thành sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Sau đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã dự kiến tiến hành vào năm 2025, tỉnh sẽ bố trí cán bộ dôi dư và sắp xếp lại trụ sở, xử lý tài sản công của cơ quan tổ chức. Thưa quý vị, sau khi Công an thành phố Hà Nội quyết liệt kiểm soát nồng độ cồn, tình hình vi phạm trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây thì vi phạm lại có dấu hiệu gia tăng trở lại với những diễn biến phức tạp, bằng chứng là đã có những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do ma men gây ra. Để kiểm soát và xử lý triệt để vi phạm liên quan đến lái xe sử dụng rượu bia, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã triển khai kế hoạch với 14 tổ chuyên đề đặc biệt tập trung kiểm soát nồng độ cồn chéo giữa các địa bàn đối với tất cả các địa phương với các phương tiện trong khung giờ nóng. 14 tổ công tác đặc biệt của Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ được phân công đánh chéo tuyến địa bàn, tham gia kiểm soát trên tất cả tuyến đường, với mục tiêu cao nhất là xử lý triệt để vi phạm nồng độ cồn, tránh tình trạng các lái xe đi đường nhánh, đường vòng để qua chốt. Khung giờ kiểm soát sẽ thực hiện từ 10 giờ đêm hôm trước cho đến 3 giờ sáng hôm sau.
đây là những cái khung giờ mà thường có những cái vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, mà có những cái thiệt hại về người liên quan đến việc người điều khiển phương tiện giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn, như một số các cái vụ tai nạn thương tâm gần đây xảy ra trên tuyến địa bàn. Đa phần những người vi phạm cũng đều có ý muốn và thái độ để xin bỏ qua vi phạm. Nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự quán triệt nghiêm túc từ Ban chỉ đạo quy hoạch 141 cũng như là Đảng ủy Ban chỉ huy phòng cảnh sát giao thông, đơn vị thường trực Ban chỉ đạo, chúng tôi kiên quyết xử lý, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Từ khi triển khai kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn chéo đến nay, đã phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao. Anh vừa đi tiếp khách uống tí bia, uống con lon bia. Thật ra thì để mà cái say xỉn thì anh không đến mức độ phải say xỉn. Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội kỳ vọng, ngoài việc giúp người dân thay đổi ý thức, việc kiểm tra chéo bất chợt nồng độ cồn buổi đêm cũng sẽ không còn tình trạng xin cho, can thiệp, gọi điện. Ai cũng có thể bị xử lý nếu vi phạm nồng độ cồn. Quan trọng nhất là ra đường phải an toàn.